今天晚上那什么，那白家小姐约你在东郊皇陵约会呀？哎，对对对，真的假的？真的。好，就在今晚，快刀斩乱麻，我就生米煮成熟饭。可是那个白家小姐是才高八斗，她如果考你怎么办？她可是把你老爷，我也是风流倜傥啊。哎，我自有办法，江湖上秘传已久的春心荡漾迷魂散，多少烈女贞妇都不在话下呀。老爷不管啊，晒thứ đồ chơi này老爷không còn làm cho trên trên dưới dưới trai trai gái gái chó chó thú thú gà gà dịch dịch của bạch lao gia đều đi thi ngài hết sao? Dư thừa, lão gia là loại người không lựa mập ốm sao? Vậy cũng phải. Đi đi, ta tự biết điều chế toa thuốc này để dành một mình bạch tiểu thư dùng là đủ. Bạch tiểu thư, ta đến đây. Đi ra đi ra đi ra đi ra, đừng có đẩy ta. Làm gì với đề tiểu thư bọn ta? Bọn nhà ta. Đi đi. Tôi đâu có người nào cũng đến đây đòi diều đâu. Chung đệ của ta, bạch tiểu thơ. Của cô nè. Gạo sống nấu thành cơm, hôm nay cô không thoát được đâu. À, là ngươi à? Dám ăn hiếp bụi bụi của ta? Cô là? Ta là tỷ tỷ của nó, Bạch Như Nhẹ. Không phải Bạch Như Tuyết, người khác không gặp. Coi ta dạy dỗ người thế nào nè. Mày muốn chạy hả? Như vậy là ngươi là cô tôm qua chúng ta, thiệt là cái đó chính là ngươi. Cũng trách tôi nhất thời tuổi trẻ mạnh khỏe, nhất thời hồ đồ. Hay là chúng ta đừng nói cho người khác biết, cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Cáo từ. Ngươi chạy hay sao hả? Gạo sống đã nấu thành cơm, ngươi đã là người của ta, ngươi phải lấy ta. Thân xác có thể chịu nhục, nhưng nhân cách không thể chịu nhục. Không lấy ngươi dám. Lâm đại nhân của phủ Thuận Thiên cưỡng gian phụ nữ, chuyện này nếu truyền ra ngoài đến tai hoàng thượng thì đầu của ngươi cũng khó mà giữ được. Cô cầm đao ép tàn, còn nói ta cưỡng gian cô. Trên đời này làm đàn ông thì khó quá, rõ ràng là bị cổ cái gì đó cái gì, ngược lại còn nói là ta cái gì đó cổ, rõ ràng là bị người ta hại mà còn phải chịu trách nhiệm. Ôi trời à. Cấm miệng, nói lấy hay là không lấy. Cũng chỉ là xin con sống qua ngày thôi, ta lấy cô. Nhưng mà ngươi phải ở rể nhà ta. Thì có gì mà không được chứ. Cô nương, cô nương. Làm gì vậy? Con diều của ta hôm qua rớt xuống nhà của các người, có thể trả cho tôi không? Lại thêm một kẻ đến đòi diều, xem ra ngươi không phải là người tốt. Người đâu, mang đơn đến đây. Người đâu có trộm? Người đâu, mau đến đây, có trộm? Gì đó, gì đó, gì đó. Tiểu thư,
có kẻ xấu, hắn nói đến lấy con diều. Diều à? Lại thêm một kẻ đến lấy diều sao? Phải đó, hôm qua đại tiểu thơ nhặt được một con diều, bên trên có dâm thơ của Lâm Thiên Bảo đó. Ê, đó không phải là dâm thơ, cũng không phải là do Lâm Thiên Bảo giết đâu, là Trương Anh ta giết cho vị tiểu thơ nhà họ Bạch. Giết cho tôi sao? Cô chính là vị tiểu thơ của Bạch gia sao? Tiểu thơ, tiểu thơ nè, em đi hỏi hắn đã giết gì hả? Tiểu thơ à, em biết rồi em. Nè mau đi đi, đừng để cho hắn nhìn thấy. Công tử à, tiểu thơ tôi hỏi người đã giết những gì ở trên con diều đó. Tôi giết là phi khứ tàn thi, bất trực tiền, sách lai cẩm cú, thái suy liên, nhược phi thể tuyến, phong tiền lạc, ná đắc hồng ti, nguyệt hạ khiên. Nè, em lại đi hỏi hắn giết cho ta để làm gì? Tiểu thơ à, nè đi mau đi, nói đi. Công tử à, tiểu thơ nhà tôi hỏi công tử giết cho cô ấy để làm cái gì? Tôi vô cùng ngưỡng mộ tiểu thơ nhà cô, tôi muốn cầu hôn cổ. Không được, không được mà. Không được đâu, em nói với hắn đi, không có được đâu mà. Nè, cô nói đi. Tiểu thơ, tiểu thơ tôi thật là muốn cầu hôn cô, xin tiểu thơ đừng cự tuyệt. Nhưng mà bây giờ huynh chưa có công danh, cha của tôi chắc chắn là sẽ không đồng ý đâu. Tiểu thơ yên tâm đi, Trương Mẫu nhất định sẽ dốc hết sức để kỳ thi này lấy được công danh. Đến khi Kim Bản đề danh thì Trương Mẫu mới đến đây cầu hôn với cô. Được, tôi nhất định sẽ chờ huynh. Chờ huynh mà. Đệ và Bạch tiểu thơ tâm đầu ý hợp, kỳ thi lần này nhất định phải lấy được công danh để không phụ lòng của tiểu thơ nhà họ Bạch đó. Tiểu đệ nhất định sẽ cố hết sức. Chỉ mong là lần này đệ có thể chiếm ngôi đầu bảng, để từ đây về sau trong triều chúng ta cùng hiệp sức vì triều đình. Đa tạ Nạp Lan huynh đã lo lắng, làm phiền Nạp Lan huynh nói giúp đệ cảm tạ Lâm đại nhân. Yên tâm đi, ta sẽ nói giúp cho. Cáo từ. Cáo từ. Mười tám hội của kinh thành, 100 thân thương sĩ thứ, 50 tú tài cùng nhau cáo trạng dâm tặc Thái Thiên Quá. Tên này lúc ẩn lúc hiện ở khắp nơi trong kinh thành, cướp bóc của cải, hiếp dâm phụ nữ, không tội ác nào không làm. Những gia đình thường dân có phụ nữ bị nhục nhiều không kể xiết. Trong thành hiện nay bá tánh hoang mang kinh sợ, nếu không tiến hành diệt bọn chúng thì làm sao có thể chứng ngân quốc pháp? Hy vọng Thanh Thiên đại lão gia truy nã hung thủ, vì dân trừ hại. Đại nhân. Đại nhân, dưới chân thiên tử sao có chuyện này được chứ? Sao có kẻ làm sằng bậy như vậy? Các ngươi yên tâm, bổn quan nhất định bắt tên Thái Thiên Quá này về quy án. Đại nhân, tên Thái Thiên Quá gan to bằng trời, giữa ban ngày ban mặt mà dám gây án, ngày nào cũng gây án, ỷ võ công cao cường, sau khi gây án còn để lại tên nữa. Hả? Thật là quá sức ngông cuồng. Theo người nói Thái Thiên Quá rất khó truy nã. Đại nhân, hành vi của tên Thái Thiên Quá như thế sao có thể để cho hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được? Nhưng mà việc này không thể vội vàng. Theo ý của tiểu nhân á, thì tốt nhất là lẳng lặng điều tra tung tích của hắn cho rõ, rồi sau đó mới tiếp tục đi bắt, như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Không biết ý của đại nhân thế nào ạ? To gan, sao các ngươi lại đề cao chí khí của kẻ khác mà hạ thấp quy phong của chính mình như vậy? Lẽ nào tên dâm tặc Thái Thiên Quá có ba đầu sáu tay hay sao chứ? Nếu thật sự hắn có ba đầu sáu tay thì Tạ Phong ta cũng quyết bắt hắn đem về đây phân thây làm đâm mạnh. Nói hay lắm, nhưng ta muốn thỉnh giáo đại nhân một chút, đó là ngài có biết tên Thái Thiên Quá đó hiện giờ ở đâu không? Nếu như hắn giáp mặt với đại nhân thì liệu ngài có thể nhận ra được hắn hay không? Cái này, cái đó dâm tặc Thái Thiên Quá xông vào cung, thật là gan to bằng trời. Chà, một cung nữ bị hắn làm nhục đã treo cổ tự tử. Hoàng thượng Long Nhân thịnh nộ, thảo triều sáng nay đã cho gọi ta vào cung, bảo ta tìm biện pháp thích hợp. Ngài bảo bốn chúng ta nhất định là phải hiệp lực để truy tìm hắn, nhưng mà phải tuyệt đối bí mật, không được loan truyền tin tức ra ngoài. Cung nữ treo cổ, nương nương không sao thì tốt rồi. Nạp Lan và Thi Bất Toàn đang làm gì ạ? Hai người bây giờ đang thương lượng đối sách, hay là chúng ta cũng thương lượng đi. Thương lượng gì?
Bây giờ ta đã ra lệnh với Nghiêm toàn thành, sau đó khám xét từng nhà, làm như vậy á, tức là sẽ ép tên dâm tặc này phải rời khỏi thành. Ép hắn làm gì? Để hắn ở đây bắt không tốt hơn sao? Ở đây là kinh thành, dưới chân thiên tử chúng ta hành động sẽ không được tiện, chúng ta ép hắn ra khỏi kinh thành, huynh đừng có quên. Ta đây còn là minh chủ võ lâm nữa, quên rồi sao? Hả? Đúng, huynh còn kiêm chức nữa mà. Ta sẽ thông báo cho nhân sĩ võ lâm các lộ, bất kể dùng cách gì cũng phải bắt cho được hắn. Ý kiến hay. Bây giờ ta đi giết thì anh hùng, ngày mai sẽ rải khắp giang hồ cáo từ nha. Cáo từ. Ê, Tà Phong, huynh có mang theo tiền không vậy? Ê, sáng sớm nay ra khỏi nhà thiệt là bận quá, không mang theo xu nào. Nếu thật sự huynh đang rất cần tiền, ta có thể cho người đem tiền đến cho huynh, được không? Không cần, chỉ là thói quen, thuận miệng hỏi vậy thôi. Đi. Thế Thiên Bảo à, ta biết hiện nay hoàng thượng quản lý huynh rất là chặt chẽ, ngay cả một chút tiền lẻ trong người cũng có. Thiệt là tội nghiệp huynh quá. Ta cho huynh biết nghe, rồi huynh cũng có ngày này thôi. Có người đánh trống, ta phải làm việc thôi. Đi. Ơi, nguy hiểm quá, rốt cuộc cũng giữ được. Tân Khoa Trạng Nguyên Trương Anh khấu kiến hoàng thượng. Vạn tuế. Bên thân. Tạ hoàng thượng. Ngẩng đầu lên. Công tử. Hoàng thượng. Xem ra người cũng không phụ lòng của trẫm đối với người đó. Hoàng thượng anh minh. Lâm Thiên Bảo. Có thần. Nghe nói Khanh và Tân Khoa Trạng Nguyên đều yêu tỷ muội của nhà họ Bạch. Tỷ Bạch Như Nhạn võ nghệ cao cường, hơn nữa lại là một khuê nữ đáng quý, nhất định sẽ là vợ ngoan mẹ hiền. Muội muội Bạch Như Tuyết nhã nhặn lịch sự, cũng là một tài nữ. Như vậy đi, hôm nay trẫm sẽ hứa gả hai tỷ muội họ cho hai người, như thế nào đây, có đồng ý không? Lê Bình Nhân, tại chủ Long Ân. Chúc mừng Lâm đại nhân. Chúc mừng. Chúc mừng Lâm đại nhân. Chúc mừng. Chúc mừng. Cảm ơn. Tân lang tân đường đến. Ta không kết hôn. Ta không muốn cưới. Làm gì mà lang hả? Bi thảm nhất trên đời là bị ép hôn đó. Cầu kiến nhật gia. Được rồi, biển lễ. Năm đó, biển lễ. Năm đó, ở Hiền Đạt Thư Viện, con đã từng làm con của cha. Ta không ngờ hôm nay con thật sự trở thành con của cha. Được rồi. Chuyện của Hiền Đạt Thư Viện đừng có nhắc nữa. Nếu không phải lúc đó nhờ hoàng thượng xá tội thì sao mà có được ngày hôm nay chứ. Chuyện ở Hiền Đạt Thư Viện có thể đừng nhắc nữa. Nhưng mà Lâm Thiên Bảo ta nói phải giữ lời. Rồi sẽ có ngày con lột da cha làm trống. Con sẽ lấy máu của cha để làm đậu hũ máu. Con cắt thịt của cha cho chó ăn. Con cắt thịt của cha cho. Vậy còn xương? Xương con sẽ đốt thành tro để làm phân bón hóa học, bón cho cây xanh con. Khốn kiếp, đưa vào trống đi. Hay lắm, đưa vào động phòng. Đi. Ê, trời ơi, Lâm đại nhân một đời anh hùng, bây giờ á, ổng thấy vợ thì giống như là chuột cũng thấy mèo vậy đó, thấy ghê quá. Nè, ngươi nghĩ đi. Sao? Vợ của ổng là nhân vật gì chứ? Một thanh Long Yển Nguyệt đao, nặng 100 cân, thiên hạ vô địch. Mà cái đao đó hả, so với cái đao của quan lão gia còn nặng hơn 1 cân nữa đó. Trời ơi, sao hả? Ủ môn đệ đốc tại đại nhân á, cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với nó. 100 cân là phải nặng lắm nghe. Nặng lắm á. Đương nhiên là không tưng rồi. Tiểu thượng à, người qua đây nói cho mọi người nghe về cái đao của Lâm phu nhân đi. Nhảy lên, nói đi.
Phải nói là đại đao của Lâm phu nhân như vậy mới thật là đau. Nó dài khoảng vậy sao một trượng. Ôi chui đao của nó thô như cái miệng chén vậy nè. Lâm phu nhân mà múa lên thì trên dưới gió thổi. Trời ơi, chẳng trách Lâm đại nhân lại sợ vợ tới như vậy đúng không? Đúng rồi. Các người không phát hiện ra sao? Lâm đại nhân anh hùng cái thế mà gần đây ổng cũng lờ đờ rồi, nói năng lộn xộn, quên trước quên sau. Nè, tôi phát hiện từ khi Lâm đại nhân cưới vợ, tính tình của ổng cũng thay đổi luôn. Lúc này ổng đối với chúng ta hòa nhã như vậy, bây giờ thay đổi rồi, làm việc thì cẩu thả, hơi chút nữa nóng với chúng ta đúng không? Phải, đúng. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Nổi giận, ta thua lỗ hồi nào chứ? Ta nổi nóng hồi nào chứ? Tên cẩu nô tài này nói ta nổi nóng hả? Nói ta thô lỗ, nói ta nổi nóng hả? Người nói không phải tôi là hắn. Người nói ta không phải là thôi mà là hắn nói. Người cũng có tư cách sợ vợ sao? Người thô lỗ hồi nào chứ hả? Người thô lỗ hồi nào? Tự nhiên không dám hắn, tự nhiên không dám hắn. Để cho buổi tối hắn phải bưng bô cho vợ của hắn nữa hả? Sao nói ngươi cũng là đàn ông mà. Làm đàn ông thì phải đỉnh thiên lập địa. Sao lại đi bưng bô đổ cho vợ chứ? Ngươi còn nhiều chỗ ra khỏi bổn đại nhân lắm. Nếu như mà bổn đại nhân thì thì sao? Thì ta sẽ bưng cái bô nhỏ tinh xảo đó của nàng lúc nào cũng ở quanh nàng. Bất kể là nàng mua rau hay là ăn cơm, bất kể là nàng đến chân trời hay là góc biển, trước sau gì đó nó cũng theo nàng. Nó cũng theo nàng. Nó cũng theo nàng. Thiên Bảo, hôm nay ta đi Xương Bình, võ tướng ở đó rất điên cuồng. Hay, ta đi gặp hắn đây. Cơm tối tự mình ăn đi. Thiên Bảo, thiếp đi đây nha. Thiên Bảo à, thiếp đi nha. Bye bye. Bye bye, quan nhân quan lâm, nhớ đến nữa nha. Đúng rồi. Dạ. Giữa phụ thị với nhau phải giống như bổn đại nhân vậy, quý nhau như khách. Các người rảnh rỗi không có chuyện gì làm phải không? Tất cả đều bắt tên đạo tặc Thái Thiên Quá cho ta. Nhớ lên. Dạ, đi. Trường Long ở lại. Đại nhân có chuyện gì à? Ngươi không nghe phu nhân nói sao? Tối nay không có ai nấu cơm, trong người có mang theo tiền không? Dạ, có. Có mang theo tiền không? Dạ, có mang. Vậy thì mời bổn đại nhân uống rượu đi. Ngươi đi trước. Dạ. Ta thay phục rồi sẽ đến ngay. Đi. Dạ. Lão gia tôi kính ngài. Cạn. Lâu rồi không uống được rượu ngon như vậy đó. Trên bàn rượu không phân lớn nhỏ. Đừng gọi là đại nhân, gọi là đại ca đi ha. Dạ đại ca. Tiểu đệ có chuyện muốn nói rõ với đại ca. Nói. Nếu mà tổ phu nhân có hỏi á, đại ca tuyệt đối đừng nói là đệ mời đại ca uống rượu nha. Được. Vậy thì nói tự ta uống một mình được chưa? Dạ được. Ông chủ. Dạ tới liền. Ông chủ. Dạ. Đem thêm một bình nữa đi. Ủa, ngài còn uống nữa hả? Hả, ông là người bán rượu, ta là người uống rượu, ta uống hay không uống mắc mớ gì ông chứ? Lâm đại nhân à, tha cho tôi đi. Chuyện này nếu Lâm phu nhân biết được sẽ lật nhào tủ lâu của tôi đó. Ông sợ cổ lật phải không? Vậy thì bây giờ ta nêm phong tiệm của ông lại, mau lấy rượu ra. Mau lên. Dạ bình cuối cùng á, bình cuối cùng thôi. Mau. Bình cuối cùng á. Đại ca. Đại cái gì mà ca? Đại ca để cho ngươi gọi sao? Lui xuống. Dạ. Ê, hiền đệ, đệ đi thanh toán tiền trước đi. Đừng quên trả thêm tiền 3 bình rượu. Bình này không có đủ đâu. Dạ đại ca. Dạ lão gia. Cà, rượu ngon. Xin lỗi quan lão gia, tiểu nhân thật là vô ý. Ngươi làm chuyện mờ ám gì đó? Tôi đi lục hộp tủ lâu. Sao đi đường cẩn thận chút ha. Dạ. Dạ ngài đi từ từ. Vị khách quan, dạ mời vào trong. Có khách đến. Đó. Lão gia, ông đừng xông vào trong đó. Ra đi. Trời ơi, làm sao tôi làm ăn được. Xin lỗi hai vị, có chuyện gì? Một chút đi. Bọn ta đến đây để chốc đã tên đạo tặc Thái Thiên Quá. Thái Thiên Quá đâu có tên đạo tặc Thái Quá nào cho biết. Người đâu? Đứng giữ tất cả các cửa cho ta. Kiểm tra từng phòng cho ta. Đi. Dạ. Nè, cái gì vậy?
bụng nhanh, miệng nhanh, tai chân nhanh. Nếu miệng treo xong mang mạng đến, điệp được Diêm Vương làm nô tài. Bài ca này nói Lâm Thiên Bảo ta không thích hợp. Được rồi, Lâm Thiên Bảo. Lại kính mình một ly. Hả? Hả? Lâm đại nhân. Hả? Ngài Tiêu Khiển ở đây sao? Ngươi là... Lâm đại nhân, bài ca mà ngài mới hát nghe hay quá. Từ nhỏ tới lớn tôi đều thích nghe bài hát này đó. Lời bài ca này mới lưu truyền chưa tới nửa năm. Tên tiểu tử ngươi biết nói chuyện lắm, biết nói chuyện lắm. Coi như ngươi là tri âm. Ngồi ngồi ngồi, uống một ly, uống một ly. Ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì à, hả? Tại hạ Hoa Thiên Tài. Ta tên Lâm Thiên Bảo. Cũng có chữ thiên. Cùng có chữ thiên. Cạn một ly, cạn một ly. Không được đâu đại nhân à. Đây là phòng của Lâm Thiên Bảo, Lâm đại nhân đó. Đúng rồi, phòng của Lâm đại nhân. Lâm Thiên Bảo ta Lâm Thiên Bảo ta cũng sát luôn. Mở ra. Đại nhân, xem đi đó. Các người làm gì vậy? Lâm đại nhân, chúng tôi đang truy bắt dâm tặc. Dâm tặc? Dâm tặc? Các người truy bắt dâm tặc hả? Được, được, bắt cho ta. Bắt được rồi đừng quên báo với ta một tiếng đó. Ta phải coi coi tên dâm tặc đó mặt mũi thế nào. Đi đi, đừng quấy rầy ta và tri âm đang uống rượu. Đi đi. Dạ. Nè nè nè, uống một ly. Thái Hòa Tặc, ngươi thấy tên Thái Hòa Tặc chưa? Chưa thấy. Ngươi chính là Thái Hòa Tặc. Đại ca nói chơi hoài, uống thêm ly nữa đi, uống đi. Ta muốn biết tên Thái Hòa Tặc đó. Nếu như hắn có rảnh thì đi một chuyến đến nhà ta, ở đó chơi vui lắm. Đại ca, sao nói những lời này? Thái Hòa Tặc không phải là lấy âm bổ dương sao? Nhà ta có một bà vợ hay lắm, cổ chỉ lấy dương bổ âm thôi. Đại ca thật là biết nói chơi đó. Ta không nói chơi, ta còn lo cho tên dâm tặc đó. Chỉ sợ hắn gặp phải vợ ta thì coi như có đi mà không có về, chỉ trong chốc lát là biến thành quỷ phong lâu. Đại ca, sao lại quở trách tẩu tẩu như vậy? Quở trách? Đâu có tôi phiền ta quở trách cổ. Cổ quở trách ta thì có. Tẩu phu nhân chắc là xinh đẹp lắm đó. Xinh đẹp? Phải, phải. Xinh đẹp. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, hấp hồn người ta. Mỗi lần gặp mặt cổ thì ai chân mềm nhũn ra đi không có nổi. Đại ca, đại ca thiệt là có phước quá. Nè, tiểu đệ kính huynh một chung. Không uống nữa đâu. Đó muộn rồi, phải về nhà hưởng phước thôi. Về nhà thôi. Đại ca, sao lại không uống thêm nữa? Không, không. Tẩu tẩu các ngươi đang ở nhà chờ ta đó. Nè, đây, đây là danh thiếp của ta. Có rảnh tới tìm ta chơi. Đa tạ, danh thiếp của tiểu đệ đã dùng hết rồi, hôm khác nhất định sẽ gửi lại cho đại ca. Vậy ta đi trước ha. Tha thứ tiểu đệ không tiện. Có ngày gặp lại ha. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Gỗ tốt đó. Gỗ tốt, gỗ tốt lắm. Gỗ tốt lắm á. Căn phòng sắp phải tháo dỡ. Gỗ bán được lắm á. Để ta tìm người mua giúp người nè. Đừng mà Lâm đại nhân. Ta lấy 1%. Lâm đại nhân, nhưng không được phải đâu. Đặt cọc. Ngài trước làm ơn đi, xin ngài giúp cho có được không Lâm đại nhân? Không, không có được đâu. Ngày mai người tiền tứ bảo còn phải họp ở đây nữa đó. Ngày mai chắc chắn là không có được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nó phải họp á. Họp nè, 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 họp, đó. Họp sáng ngày mai. Dạ, sao dạ, dạ. Vậy thì buổi chiều dở. Xem ra
việc ta giúp mọi người đặt cọc không cần lắm nữa rồi. Chúng ta tranh thủ bán được giá ngày cao. Giúp đỡ đi mà. Vợ giúp đi, không vợ đâu lắm đại nhân à. Đừng uống nhiều vậy nữa mà, ngày uống nhiều quá vậy làm gì chứ. Phu nhân mà biết được trời sập quá. Trời không có sập. Phải, trời sập rồi. Sập. Sập rồi. Ăn gan beo hay sao mà dám đi uống rượu hả? Beo là động vật quý hiếm không được ăn. Gan ta ăn là gan heo. Phu nhân, ta sai rồi, ta không dám đi uống rượu nữa. Phu nhân, nó đè chết ta rồi. Đáng. Không lo chính nghiệp, không chí cầu tiến. Làm chồng thì phải giữ thân trong sạch, đâu có như huynh là bại hoại gia phong nhà ta. Ta sẽ viết thư thôi chồng luôn. Phu nhân, mấy lời lẽ này phải do ta nói chứ. Phu nhân. Nằm mơ, muốn ta thôi huynh hả? Không có cửa. Những lời này đáng lẽ cũng do ta nói. To gan. Người xưa nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Huynh sống là người của nhà ta, chết cũng là ma của nhà ta. Muốn ta thôi huynh để huynh tái giá có phải hay không? Không có cửa đâu. Phu nhân, mấy lời này càng phải do ta nói chứ. Mau mau ta chịu hết nổi rồi. Đứng lên. Nàng đừng chế ta như vậy. Ta không có khả năng như vậy. Vậy nàng nạp tiếp đi. Ta cũng có ý này đây. Cút. Một người đàn bà học đàn ông nạp tiếp. Sao hả? Đàn ông mấy người có thể tam thê tứ thiếp, đàn bà thì không sao. Đàn ông đi kỹ viện kiếm nữ, lẽ nào cô cũng đi hả? Không được chạy nghe chưa. Đi kỹ viện hả? Sao hả? Đi kỹ viện hả? Nếu như có kỹ nam thì ta ngày nào cũng phải đi chơi hết. Lấy nước mắt rửa mặt. Không được kẹt, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, ép ta chết phải không? Được rồi, thái qua đạo tặc đi đến đây. Không được chạy nghe chưa. Nói thái qua đạo tặc ở đâu? Bỏ ra chưa chắc ai chém ai. Hầu hạ gia pháp. Đánh chết huynh nè. Huynh còn không lo chính nghiệp, không chí cầu tiến. Ta đánh chết huynh. Đánh chết huynh. Không biết nhanh thua. Tàu tàu. Chết huynh. Dừng tay, không được đánh nữa. Tàu tàu, dừng tay đi. Tàu coi, trời ơi, tàu coi tao đánh kìa. Thiên Bảo bị đánh đổi, chảy mồ hôi luôn á. Ai nói cổ đánh ta? Đâu có, ta đang bảo vệ dân vật. Đây là cái bàn truyền từ đời Đường của nhà ta đó. Cậu muốn trẻ nó làm củi đốt, cho nên ta bèn leo lên đó để bảo vệ. Thì ra là như vậy. Tẩu tẩu à, huynh ấy đã thích cái bàn này như vậy, tẩu tẩu cũng đừng có nên trẻ nó ra làm gì hả? Được không? Thôi được, nể tình hiền đệ, không trẻ cái bàn này nữa. Tạ phu nhân. Huynh nó về phòng đóng cửa lại suy nghĩ đi. Hiền đệ à, đi uống rượu với ta nha. Muội là thê tử của ta, hắn là huynh đệ của ta, hai người sao hả? Bọn ta là anh em. Huynh nghĩ đi đâu vậy hả? Đi uống rượu. Đi. Bọn họ nếu như cậu thích Tạ Phong thì ta sẽ được giải phóng. Tạ Phong, cố lên, làm ơn đi, cố lên. Hiền đệ, rót thêm chén nữa. Cạn nha. Đủ rồi. Cạn đó. Rồi. Nè, cạn đi. Sao đệ không uống? Ở đây không có thích hợp. Chỗ này không có thích hợp lắm đâu. Không thích hợp hả? Ta biết rồi. Đệ cảm thấy không có người đẹp ngồi cùng nên cô đơn lạnh lẽo, có phải không? Đừng nóng. Ta sẽ lập tức kêu hai cung nha đầu xinh đẹp nhất trong phủ đến đây hầu đệ uống rượu, được không? Xuân Hoa, Thu Nguyệt. Dạ, con tới liền. Mau một chút đi. Trời ơi, hiền đệ à. Đệ có đệ kiện có gì ngại đâu hả? Hiền đệ à, đệ cũng biết á là Thiên Bảo nhà ta trời sinh tính tình lẳng lơ, ngày nào cũng có ý với hai con nha đầu này hết á. Ta định là đổi hai con nha đầu mới, chuẩn bị đổi hai đứa xấu xấu một chút để cho Thiên Bảo tuyệt vọng. Trời ơi, thiệt là phiền quá. Nếu như đàn bà có thể bị thiến giống như thái giám thì hay biết mấy.
Nè hai người, còn không mau kính rượu Tạ đại nhân. Dạ phu nhân. Trót đi. À, tổ tổ à, đã vậy cúng kính chỉ bằng phụng mạng, vậy ta cũng kính hai vị tiểu thơ một ly. À, phải đó. Tạ đại nhân mời u mừng. À, trời, Hiền đệ, Hiền đệ sao vậy, sao vậy, sao vậy? Hiền đệ, Hiền đệ à, sao vậy, sao vậy, sao vậy? Hai người coi kìa, sao hả, sao hả? Hả? À, trời ơi, Hiền đệ à, có sao không? Tẩu tẩu à, tiểu đệ thật sự không gần đứng sắc được, mời hai vị cô nương này nghỉ ngơi đi. À, trời ơi, Hiền đệ quả thật là nhất đại liệt nam chứ chồng, bội phục, thật là bội phục. Hiện đại, gần đây ta đang biên soạn một bộ liệt nam truyện, vậy thì ta sẽ dành cho đệ một bài có được không? Ta chỉ nghe là có liệt nữ truyện gì đó, từ trước đến giờ chưa từng nghe có liệt nam truyện. Phải đó, đã có liệt nữ truyện vậy tại sao không có liệt nam truyện, đúng không? Hiện đại đừng nên thủ cựu như vậy, thời đại thay đổi rồi, đàn ông cũng có biển trinh tiết. Không dám, không dám đâu, không dám. Được rồi, được rồi, nhìn hai người làm gì vậy hả? Đừng có chọc cho Tạ đại nhân nổi giận chứ. Đi giùm đi. Dạ dạ, Tạ đại nhân xin phép. Mau đi đi. Dạ dạ. Đồ háo sắc, đồ háo sắc. Trời, để sao vậy, sao vậy? Lão gia từ từ đi, phu nhân có dặn dò bảo ngài phải úp mặt vào tường suy nghĩ, không được đi lung tung. Vậy ta đi ngủ. Đi đi, lão gia đi ngủ rồi, sao còn chưa chịu đi ngủ? Phu nhân ơi, lão gia biến thái, lão gia biến thái rồi. Lão gia biến thái, phu nhân ơi. Tiện nhân uống rượu với ta phóng về rồi hả? Ta đánh không lại cô, ta sẽ dọa chết cô. Hay lắm, hay lắm. Không giống bà xã mình. Hình như có mùi thúi. Hey, nè, có ai thúi nha. Má, má. Nè, uống đi, nè. Nhiều ma quá. Nè, uống rượu đi hả? Má. Thôi chạy hả? Còn chạy hả? Má quay về đi. Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, đừng có đuổi theo hắn làm gì. Ăn cắp giặt. Có lẽ là hắn chạy rồi từ chỗ của Thiên Bảo. Chỗ của Thiên Bảo. Từ chỗ Thiên Bảo chạy qua đây. Thiên Bảo. Ông xã Thiên Bảo. Trời, ông xã Thiên Bảo. Thiên Bảo. Thiên Bảo, Thiên Bảo. Sao vậy, sao vậy? Tỉnh lại đi. Thiên Bảo, Thiên Bảo à, sao vậy? Ê, tẩu tẩu, tỉnh ra đi, tỉnh ra đi, tỉnh đi. Để tôi. Tẩu tẩu. Ngoài việc tôi ngửi thấy miệng hắn thúi ra, còn ngửi thấy mùi mê hương nữa đó. Hả? Mê hương? Chính là mê hương á. Thiên Bảo, Thiên Bảo. Ê, tẩu tẩu, tẩu làm gì vậy? Muốn làm gì đây? Trời ơi, đệ không hiểu gì hết á, bị hại là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Ta phải kiểm tra, rủi hắn thật sự bị cưỡng dâm thì ta chỉ giết hơn thôi hắn. Ta phải thôi hắn thôi. Ừ, đúng đúng. Nè, muốn thôi ta thật sao? Nói mau, dâm tặc làm gì Quýnh hả? Hắn lăng nhục ta trăm cách, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hay là nàng để cho ta chết đi, để ta đi thắt cổ là xong. Có chí khí, đúng là liệt nam tài viết truyện.
phụng sẽ dạy cho huynh một bài, ta cho huynh toại nguyện. Thiên Bảo, dậy đi, dậy nè, dậy nè, dậy thì cũng không được, hay là đọc dược đi. Ở Thiên Bảo, Thiên Bảo là sao vậy? Hoàng thượng muốn chúng ta phá án trong vòng 10 ngày. Ta thấy chúng ta nên nghĩ một kế sách thật là vẹn toàn. Lâm đại nhân rượu của ngài đây. Cười gì mà cười? Ngươi còn cười ta nữa, ta bảo phu nhân giỡn lậu ngươi bây giờ. Cười cái gì mà cười? Bây giờ ngay cả một tên tiểu nhị cũng có thể cười ta, quá vui rồi. Chuyện này là sao vậy? Ê, quên còn chưa biết hay sao? Ê, bây giờ cả kinh thành đều lan truyền á, có tin nói là Lâm đại nhân của phủ Thượng Tuyên đã bị dâm tặc Thái Thiên Quá làm nhục, còn muốn treo cổ lên nữa. Treo cổ lên luôn. Tại ta muốn bảo vệ danh dự của phu nhân chứ bộ. Thiên Bảo à, chẳng trách là sáng hôm nay hoàng thượng hãy nhắc đến tên huynh là người cứ cười hoài thôi. Chuyện này hoàng thượng cũng biết nữa sao? Tại huynh miệng mầm không kín đáo. Chuyện này làm sao có thể trách ta được chứ? Sao lại không trách huynh? Thái tử huynh đứng ở trong sân to miệng gào lên, nhà của huynh có quản gia, người hầu, nha hoàn và bà vú, ai cũng có thể thèo lẻo mà. Ê, đừng gây nữa, đừng gây nữa. Hay là chúng ta nói chuyện chính đi. Nạp Lan à, huynh có ý kiến gì mau nói ra đi. Ta có một kế hoạch khiến cho tên dâm tặc đó khó lòng tránh khỏi lưới pháp luật. Làm vậy thì ngoài việc trừ một mối hại lớn cho lão bá tánh, còn có thể rửa mối thù bị làm nhục cho Thiên Bảo nữa. Nói tầm bậy, ai bị làm nhục? Ê, cụ thể phải làm như thế nào? Nói ra coi. À, là như vậy. Ở phủ tổng đốc của huynh ta có nhìn thấy tờ đơn của Viên Ngoại Tống Châu, nói là muốn cử hành tỷ võ chiêu thân gì đó. À, có chuyện này hay sao? Đúng là có chuyện này, nhưng đã bị bác đi. Lần này sẽ khiến cho Thái Thiên Hóa tự chui đầu vào lưới. Ồ, đây đúng là chuyện tốt được cả đôi đường, sao ta lại không đồng ý? Một là có thể trừ hại cho dân, hai là có thể chọn được con rể tốt cho con gái ta. Ta đồng ý đó. Ta đồng ý. Tống Viên Ngoại thật là người sai lỗi, bổn quan vô cùng vui mừng. Nghe nói tên dâm tặc này võ nghệ cao cường, ta chỉ sợ đến lúc đó. Tống Viên Ngoại xin hãy yên tâm, đến lúc đó Tống Thiên Kim sẽ không cần ngồi lên lôi đài. Chúng tôi sẽ cho người thay thế lệnh Thiên Kim che mặt ngồi ở trên đó, như vậy là được rồi. Vốn vị đại nhân suy nghĩ thật là chu đáo, nhưng nếu làm vậy tiểu nữ của ta làm sao có thể thấy được phu quân của nó chứ. Chuyện này thì ông cứ yên tâm đi, ông chỉ cần làm cho tốt vai trò lối chủ, đến lúc đó thì ông có thể thấy người mà ông chọn có đúng hay không là được rồi. Đúng, chỉ cần dâm tặc xuất hiện, ta và tại đại nhân sẽ lên lôi đài để giúp cho ông. Nhưng mà liệu tên dâm tặc đó có đến hay không? Yên tâm đi, nhất định lãng sẽ đến mà. Ta đã cho người đi phao tin tô vẽ thêm sắc đẹp của lệnh Thiên Kim, tin rằng tên Thái Thiên Quá đó hiện giờ đang trên đường đến Tống Gia Trang đó. Vậy vị nào sẽ thay con ta ngồi trên lôi đài đây? Kiều ta có chuyện gì? Bà xã, giúp giùm một chút được không? Bà xã của ta. Tống Viên Ngoại, người thấy người này thế nào? Tốt lắm, tốt lắm đó. Này Tống đó, trang chủ đó. Tống Đăng của phủ Thông Châu, vào ngày 15 tháng 3 có tổ chức lô đài. Lô đài thì đây phạm là anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đến đây tỷ thí. Nếu ai có thể đánh lôi chủ được một chưởng thì sẽ được tiền thưởng 50 lượng bạc. Đã được lôi chủ một chưởng thì được tiền thưởng 100 lượng bạc. Nếu ai có thể đánh được lôi chủ rớt xuống đài thì ngoài được thưởng 500 lượng bạc ra, bất luận là quan lại thân sĩ, bình dân phú quý hay bần thiện, đều cũng sẽ được làm con rể của Tống Đăng. Ôi, hấp dẫn quá. Tỷ võ chiêu thân. Ôi,
Hoàng hôn, Hoàng hôn lưu chủ tới rồi đó. Hôm nay ta là lôi chủ. Nhưng mà ta không đến. Mà sẽ có người đến thay ta. Đó chính là khuê nữ của ta. Có đẹp hay là không, đợi nó lên rồi các người sẽ biết thôi. Nhưng mà ta cho các người biết, ai có thể đánh thắng nó thì nó sẽ là vợ của người đó. Vậy thì mời khuê nữ của ta lễ sáng trên sân khấu đi. Xin mời lên sân khấu đi. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Xin đa tạ, xin đa tạ, xin đa tạ, xin đa tạ, xin đa tạ. Được rồi, được rồi. Xin chào mọi người. Chưa thấy bóng dáng của Thái Thiên quá, hay là hắn không đến? Đợi thêm một chút nữa. Không sao chứ. Được rồi, được. Khuê nữ của ta đã lóe sáng trên sân khấu rồi. Có gì nào muốn tỉ thí với nó hay không? Hả? Trời ơi, là đến đây gặp cô. Trời ơi. Hây, hây, hây. Ôi da. Hiệp sĩ, huynh thật là ra dáng, ta chết cũng không hối tiếc. Vậy cũng được sao? Hiệp sĩ à, ngươi thiệt là ác độc quá mà.